Thưa quý vị, từ nay đến hết ngày 30 tháng 4, miền Bắc sẽ có nắng nóng gay gắt do áp thấp nóng phía Tây lan rộng. Và trong đó thì riêng thủ đô Hà Nội có mức nhiệt cao đến 40 độ C, Nghệ An có thể nóng tới 44 độ C. Và đặc biệt thì các chuyên gia cũng cảnh báo, các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29 và ngày 30 tháng 4. Nhiệt độ khí tượng có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận trước đây. Người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời cần phải có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 26 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50 độ C. Nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và có khả năng mở rộng ra các nơi khác thuộc Bắc Bộ. Nắng nóng trên cả nước có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các chuyên gia lưu ý người dân nếu có đi chơi dịp nghỉ lễ này thì hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều trong các ngày 29 và 30 tháng 4. Đối với các tỉnh miền Trung, nắng nóng có thể kéo dài sau dịp nghỉ lễ. Khi sử dụng điều hòa, mọi người lưu ý không nên để nhiệt độ thấp hơn 26 độ C vì sẽ tạo sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong phòng và ngoài trời gây sốc nhiệt. Sau đợt nắng nóng có thể có mưa rông cục bộ gây nên hiện tượng bốc hơi ẩm nóng từ mặt đất. Hơi ẩm này khá độc trong các cơn mưa đầu mùa vì chứa khí lưu huỳnh và tan. Vì vậy mọi người tránh ra ngoài trời trong lúc mưa và sau khi mưa. Hãy để hơi ẩm bốc hơi hết sau 1 đến 2 giờ hãy ra ngoài trời. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đang vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở hai người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 4. Đáng chú ý là xe máy vi phạm đã có thời điểm di chuyển tại làn đường có tốc độ tối đa lên tới 120 km một giờ. Theo đó, chiếc xe máy chạy khá nhanh trên làn đường có tốc độ tối đa 120 km h Nhiều xe ô tô đang lưu thông bất ngờ gặp phải chứng ngại vật hy hữu này đã phải bật cảnh báo để xin chuyển làn. Đơn vị quản lý cao tốc xác định chiếc xe máy trên lọt vào đường cao tốc từ nút sao vành đai 3. Sau đó họ ra ở nút sao 3,5 km 7 500 hướng Hà Nội-Hải Phòng. Công ty quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đang phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 Cục cảnh sát giao thông tiếp tục xác minh và xử lý người vi phạm theo quy định. Theo quy định, hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, bị tước bằng lái xe từ 3 đến 5 tháng. Hà Nội vừa kiến nghị chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cho phép thành phố tiếp tục sử dụng lòng đường vỉa hè, gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện nay phương tiện cá nhân trên địa bàn tăng nhanh. Năm 2023, trên địa bàn thành phố có 6.000 ô tô mới được đăng ký, tốc độ tăng bình quân trên 5%. Theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tỉnh thành phố phải đạt 4%, diện tích đất đô thị, nhưng hiện nay mới chỉ đạt 0,6%. Trong khi đó, tình hình đầu tư chưa thực sự hấp dẫn nên các nhà đầu tư không thể ngay lập tức có hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu của người dân. Sau đó Hà Nội đã kiến nghị chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cho phép thành phố tiếp tục sử dụng lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô. Trước đó vào tháng 9 năm 2023, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải từng bác kiến nghị cho trông xe ô tô ở gầm cầu của Hà Nội và cho biết về nguyên tắc, không được tổ chức các điểm kinh doanh dịch vụ bãi đỗ, dừng xe trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Do giá vé máy bay tăng cao nên kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, thị trường tour du lịch nội địa khá trầm lắng. Trong khi đó, theo nhiều doanh nghiệp lữ hành, thì các tour du lịch nước ngoài lại đang khá đắt khách. Vâng, theo đó thì tỷ lệ khách Việt mua tour nước ngoài thì chiếm hơn 60%, còn đối với tour nội địa chỉ chiếm khoảng 30%. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Hôm nay chị Diễm đến công ty lữ hành để tìm hiểu các tour du lịch Hàn Quốc cho dịp nghỉ lễ. Theo chị, nếu đi du lịch ở một số tỉnh phía nam thì hiện tại mức giá cũng tương đương đi Hàn Quốc hay một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Vì thế chị Diễm quyết định chọn du lịch nước ngoài. tại thì mình thấy vé máy bay của nội địa khá là cao ấy, nên là mình muốn với cái số tiền đấy thì mình muốn thêm một chút nữa để đi du lịch ở bên nước ngoài để có thể tìm hiểu thêm được văn hóa của nước ngoài nữa. Còn theo doanh nghiệp lữ hành này, hiện thị trường Hàn Quốc đang được hỗ trợ nên chi phí tour tốt và thủ tục visa không quá phức tạp. Vì thế mà dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Hàn Quốc là một trong những thị trường được khách Việt lựa chọn nhiều nhất. Cùng với Hàn Quốc thì Trung Quốc cũng là thị trường được khách Việt quan tâm trong dịp này. Với chi phí chỉ khoảng từ 9 đến 20 triệu đồng, là du khách có thể đến một số thành phố tại Trung Quốc bằng máy bay, còn đường bộ đi Hà Khẩu, Lệ Giang, Mông Tự chỉ với chi phí khoảng 5 triệu đồng. Du lịch Hàn Quốc là luôn luôn thu hút cái lượng khách Việt Nam đến rất là đông bởi vì có rất nhiều lý do. Thứ nhất là về giá tour cũng rất là hợp lý. Hiện tại là chúng tôi đang triển khai bán ví dụ như là tour kích cầu của Vietnam Airlines thì rơi tầm 10, 12 triệu rưỡi đến 15 triệu việc miễn nới lỏng thị thực, thủ tục đơn giản nhanh chóng cũng là một trong những lý do các tour du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á đắt khách thời điểm này. Ngoài yếu tố chi phí, nhu cầu đi nước ngoài tăng do các điểm đến trong nước dần trở nên quen thuộc. Du khách có mong muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến các tour nội địa trầm lắng trong thời điểm này. Thì cái giá vé máy bay trong những cái tháng đầu năm nay và có hướng tới đây ấy, thì cũng xuống tăng cao hơn mà trong đó thì giá vé máy bay đang chiếm một cái tỷ lệ từ 50 đến 60 phần trăm của giá tour thì khi giá vé bay tăng cao thì chắc chắn là là giá tour cũng sẽ phải tăng thôi. Bên cạnh đó, theo ông Hoan, có bao yếu tố mà du lịch nội địa chưa thực sự thu hút khách trong nước bên cạnh việc giá vé tăng cao là sản phẩm dịch vụ kém, nhàm chán, đơn điệu và ý thức phục vụ chưa tốt. Du lịch trong nước cũng rất là đông và đến những ngày lễ dài như thế thì uh, những người uh, đi du lịch sẽ tăng lên. Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, số du khách mua tour nội địa và tour cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 không cao, tỷ lệ khách Việt mua tour nước ngoài chiếm tới 60%, còn đối với tour nội địa chỉ khoảng 30%. Điều này cho thấy tâm lý đi du lịch của người Việt đã dần thay đổi. Có lẽ cũng đã đến lúc du lịch nội địa cũng cần nhanh chóng chuyển mình.